Hiện nay, mạng xã hội đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của con người, nhất là giới trẻ. Với những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, mạng xã hội đã vượt qua mọi khoảng cách về không gian, thời gian để giúp khán giả tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách dễ dàng, nắm bắt được tầm quan trọng và ảnh hưởng của mạng xã hội đối với đời sống con người. Tạp chí Quản lý Thị trường phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV xây dựng và phát triển các nền tảng mạng xã hội đang được quan tâm hiện nay như TikTok, YouTube, Fanpage nhằm cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực quản lý thị trường. Trên nền tảng TikTok sẽ phát triển hai tài khoản mang tên Thật Giả Review và Quản lý Thị trường News. Trong đó, Quản lý Thị trường News sẽ cập nhật thường xuyên và liên tục những thông tin về các vụ kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường trên cả nước. Đặc biệt, tại kênh Thật Giả Review, khán giả sẽ được cung cấp các thông tin, các dấu hiệu nhận biết hàng thật, hàng giả của các sản phẩm trên thị trường hiện nay. Song song với kênh TikTok, trên nền tảng YouTube và Fanpage Tạp chí Quản lý Thị trường sẽ cập nhật toàn bộ hoạt động kiểm tra, kiểm soát các vụ vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường trên cả nước phát hiện, kiểm tra và xử lý nhằm lan tỏa thông tin đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau thời gian triển khai, các nền tảng mạng xã hội trên của Tạp chí Quản lý Thị trường đã thu hút lượng lớn tương tác của người dùng và được đánh giá cao về chất lượng thông tin. Để tuyên truyền mạnh mẽ, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính biết về những mặt hàng, sản phẩm, các hành vi vi phạm sẽ bị lực lượng quản lý thị trường xử lý, thì mỗi người dùng sẽ là một kênh lan tỏa thông tin hữu ích tới đông đảo cộng đồng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hãy follow, subscribe và like các kênh mạng xã hội của Tạp chí Quản lý Thị trường để cập nhật những thông tin uy tín và hữu ích.